Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trung tâm hội nghị huyện Văn Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc cử tri các huyện Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, cử tri các địa phương bày tỏ niềm tin tưởng, phấn khởi trước thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã kiện toàn công tác nhân sự và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Tại hội nghị, cử tri huyện Văn Yên kiến nghị chính phủ sớm ban hành quyết định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ cho cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện. Đề nghị các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là dự án đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, tiếp tục triển khai thi công giai đoạn 2 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai lên 4 làn xe để đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần đảm bảo an toàn đối với các phương tiện khi tham gia giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Huyện Văn Yên đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư lưới điện quốc gia để huyện đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới. Cử tri kiến nghị Trung ương cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng để phù hợp với hiện trạng sử dụng đất hiện nay. Đề nghị chính phủ sớm đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân, quan tâm triển khai thực hiện chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cử tri huyện Trạm Tấu đề nghị quan tâm đầu tư mở tuyến đường từ xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu đi xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La để kết nối liên vùng, liên huyện, tạo điều kiện phát triển du lịch theo tour, tuyến, cũng như mở ra cơ hội lớn phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc trưng của từng huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực để duy trì, phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí của những xã vùng cao vừa hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cử tri huyện Mù Cang Chải đề nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng, đổ bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn, đảm bảo cho nhân dân đi lại và giao thương hàng hóa. Đầu tư các tuyến giao thông kết nối vùng Tây Bắc với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, trong đó có tuyến kết nối Mù Cang Chải, Mường La, Sơn La, Than Uyên, Lai Châu với nút giao IC15 để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và du lịch trên địa bàn huyện. Đề nghị Trung ương và tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, xây dựng các hồ, bể trữ nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân, giảm bớt thủ tục hành chính cho các thủ tục đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án có diện tích thu hồi đất để giải phóng mặt bằng dưới 1.000 m2. Cử tri và nhân dân thị xã Nghi Lộ kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến đề xuất với Quốc hội và các bộ ngành Trung ương xem xét hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng bờ kè chắn lũ để nhân dân sinh sống tại thôn bản hai bên bờ suối yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế, đồng thời kiến nghị về công tác quản lý đưa đối tượng đi cai nghiện tập trung. Cử tri huyện Văn Chấn đề nghị Trung ương tỉnh Yên Bái quan tâm bố trí kinh phí đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian sang khu vực phía nam của thị trấn Sơn Thịnh để xứng tầm với trung tâm kinh tế chính trị của huyện Văn Chấn. Đề nghị bố trí kinh phí đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho các thôn bản còn lại trên địa bàn huyện. Cử tri cũng đề nghị Trung ương, tỉnh xem xét điều chỉnh lại quy hoạch khu du lịch sinh thái Suối Giàng phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay, tiếp tục thu hút đầu tư để Suối Giàng sớm trở thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của tỉnh. Quan tâm mời gọi thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao, nhà máy chế biến hoa quả tại khu vực vùng ngoài của huyện Văn Chấn. Thực hiện cơ chế chính sách đặc thù để tuyển dụng cán bộ công chức viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã giải trình và làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh như vấn đề liên quan đến công tác điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, giải ngân vốn đầu tư công, việc triển khai thực hiện các tuyến đường, các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh kết nối liên tỉnh, liên huyện và mong muốn cử tri các địa phương phối hợp tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thông tin đến cử tri các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án điện nông thôn tại một số địa phương, việc phân bổ vốn để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Công tác quy hoạch phát triển du lịch, chính sách hỗ trợ của tỉnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, việc thực hiện các cơ chế chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã thông tin nhanh tới cử tri các địa phương về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh trong 7 tháng qua, đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19. Song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định trong công tác phòng chống dịch từ trung ương tới các địa phương đang triển khai thực hiện một cách chủ động, linh hoạt. Đối với tỉnh Yên Bái đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và thực hiện tốt công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, tổ tự quản bảo vệ thành quả trong công tác chống dịch. Thực hiện tốt 5K và xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vaccine cho người dân trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, người dân cần thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, giao dịch thương mại điện tử nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Tích cực thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Yếu tố thành công trong công tác phòng chống dịch của tỉnh ta đó là ý thức của người dân chấp hành nghiêm túc các quy định và yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm kết nối liên vùng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, thu hút các nguồn lực đầu tư các công trình dự án trọng điểm, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và hệ thống điện quốc gia, triển khai lồng ghép các đề án chính sách thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị xin ý kiến tham gia vào nội dung đồ án quy hoạch xây dựng các xã Xuân Lai, Mỹ Gia, Phúc Ninh, Hán Đà, Đại Minh giai đoạn 2021-2030. Tại hội nghị, các đại biểu nghe trình bày đồ án quy hoạch, trong đó phân tích và đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng và nguồn lực phát triển, phương án quy hoạch của 5 xã Xuân Lai, Mỹ Gia, Phúc Ninh, Hán Đà và Đại Minh, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, kiểm soát phát triển cơ sở hạ tầng, tạo lập môi trường sống thích hợp, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa chức năng đất ở, sản xuất, dịch vụ du lịch, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và quốc phòng an ninh, làm cơ sở pháp lý cho việc lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng theo quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, tỉnh Yên Bái đã và đang siết chặt quản lý người ra vào địa bàn. Theo cơ quan chức năng, hàng ngày trung bình có từ 4.000 đến 5.000 lượt người đi vào địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có nhiều người đến từ vùng dịch như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, thành phố Hà Nội. Để kịp thời phát hiện các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan, từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, tỉnh Yên Bái yêu cầu tất cả người về hoặc đến địa bàn tỉnh Yên Bái phải có giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đồng thời toàn tỉnh tổ chức gần 50 chốt kiểm dịch y tế, trong đó có 9 chốt do tỉnh quản lý, còn lại do các địa phương quản lý. Lực lượng chức năng ở các chốt kiểm dịch vừa hướng dẫn người dân khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 với quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ. Chốt kiểm dịch số 6 tiến hành các biện pháp theo quy định như là dừng kiểm tra tất cả các phương tiện di chuyển từ ngoài tỉnh vào địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như tất cả các phương tiện di chuyển ra địa bàn ngoài tỉnh. Chốt kiểm dịch y tế số 6 đã tiến hành các biện pháp như là test nhanh và test hình thức PCR để cho ra kết quả âm tính hay dương tính, để từ đó là căn cứ để cho tất cả phương tiện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 6 của tỉnh đặt tại xã Bình Quân, huyện Trấn Yên, mỗi ngày có từ 200 đến 400 người đi qua. Đặc biệt, thời gian gần đây, lượng người hồi hương từ tỉnh Bình Dương di chuyển bằng xe máy về và qua địa phận tỉnh Yên Bái cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Chốt kiểm dịch y tế liên ngành số 6 đã triển khai các biện pháp để tiến hành dừng phương tiện của các trường hợp bà con đi từ các tỉnh phía Nam, nguồn nguy cơ lây nhiễm cao. Rồi sau đó là triển khai biện pháp để tiến hành phân hóa họ thành, sau đó là sẽ cho họ di chuyển, bố trí họ sẽ tập trung ở một khu vực riêng, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp phòng chống dịch. Công an tỉnh sẽ tiến hành là bố trí phương tiện để chở bà con về các địa phương như Lào Cai, Lai Châu để thực hiện cách ly theo quy định. Để đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh,
Từ ngày 31 tháng 7 đến 8 giờ ngày 6 tháng 8, Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với ngành y tế tổ chức 28 lượt ô tô chuyên dụng chở 219 người, 119 xe máy cùng nhiều tư trang hành lý bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai thực hiện quản lý cách ly theo quy định. Chúng tôi đã ứng trực 100% quân số lái xe bất kể ngoài đêm, sẵn sàng đưa những trường hợp này từ các chốt kiểm dịch về khu cách ly của tỉnh Lào Cai, bàn giao người và phương tiện an toàn tuyệt đối. Về phía lái xe, chúng tôi đã thực hiện triệt để phòng chống dịch như sử dụng trang phục này, mặc quần áo chống dịch này, sát khuẩn này, người và phương tiện trước và sau một chuyến đi. Đến nay tỉnh Yên Bái vẫn trong vùng an toàn với dịch COVID-19. Tính đến 18 giờ ngày 5 tháng 8, tỉnh Yên Bái đang thực hiện cách ly tập trung 239 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 2.842 người. Hai ca bệnh mới phát sinh đều đã được đưa đi điều trị. Trước đó đã được cách ly ngay khi về tới Yên Bái nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.